Hello. Rồi gì nữa? How hát là chữ hờ. Nhưng cái on it con không có học đọc là chữ hờ ở đây mà chỉ đọc là on it, thân bị câm chữ hờ. Cho cô B nhá. Vacation là chữ A. Facility, island và important. Chọn cái nào? Câu A chứ. Mấy kia là chữ khác mà. Vacation là chữ A. Rồi, book sợ. À, phát âm sợ. Phát âm sợ S con. Ngân đọc lại. Ba cách. Phải phòng khi tối. Xe hát của chị Sương. Nhanh rồi, biết chính tả đi. À, book sợ. Này, xe hát của chị Sương. À, đây là gì? Phải phòng khi tối là chữ sờ. Phải phòng khi tối là sờ. Cái này thuộc trường hợp 3 thì đọc là giờ. Mới đó mà quên tiệt rồi hả? Ly và giờ. Và magazine giờ. Rồi book sờ đó. Câu A thì D gì? Câu 4 nick did, visit, did, wanted và talked. Câu D đúng rồi. Số bài dưới, mọi người sử dụng cái gì để làm giảm cái đau của nạn nhân và lo lắng của nạn nhân? Sử dụng cái gì? À, cái sơ cứu. Tiếp theo, tôi thích sách mà được in ở nước Mỹ. Nào, sách là vật bị động. Rớt hỏng cái bút đắt quá lại. Viết ngược lại chứ sao? Nhỏ lại dần. 48, 47, 46, 45, giảm dần. Rồi, con phải chọn câu nào? Cái này là bị động con. Con phải sạc quá khứ phân từ. Là động từ cột 3. Mà được in ấn ở Mỹ. Rồi, Hạ Long Bay được công nhận là recognize đi với gì? By. Đi với by. Được công nhận bởi UNESCO đó. Tiếp theo, giáo viên chỉ cho tôi cách gì? Bảo vệ môi trường đâu? Bảo vệ môi trường là từ nào? Protect. Rồi cái xe mô tô bay đó, xe máy đó được sản xuất ở Nhật Bản vào năm 2012. Nào bị động con. Nào bị động nào. Câu nào? Nhưng mà bay có sờ nè. Rồi ở đây không thể xài đát đâu nha, phải xài đi đâu mới đúng nha. Đây để nó xài tí đó. Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu gạo lúa nào? Không phải đây đâu, câu A đó. Cái này bài số 13 mình chuẩn bị học. Một người phụ nữ mà gì? Ngồi bên cạnh cái cửa sổ là gì của tôi? Qua hiện tại phân từ đi. Có hai động từ trong câu chắc chắn phải xài hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ rồi. Sitting thôi, y gì mà y. Hiện tại phân từ động từ cột, động từ thâm in mà. Còn quá khứ phân từ là động từ cột 3. Would you mind gì? Đứa nào mà san đập luôn. Closing. Trời ơi, closing đi. Chết cha con rồi. Rồi, thật là nguy hiểm nào, tính từ nào. Nguy hiểm đâu. Câu nào? B. Tiếp theo. Tôi chắc chắn rằng. Chắc chắn rằng. Đát chứ gì nữa. Anh ta sẽ đỗ kỳ thi. Số bài dưới nối đi. Shall we say 6 o'clock? Chúng ta có chúng ta nói 6 giờ nhé. Chúng ta gặp nhau 6 giờ nhé. Tôi đề nghị đi tới siêu thị Big C. Câu C. Chúng ta nên làm cái gì với cái giỏ này? Câu D, câu 4, bạn có phiền đề xuất một cái không? Câu A, không, tôi không muốn đi tới đó. À, chắc vậy. À, tôi xin lỗi, tôi thích lắm nhưng tôi không thể. Câu C, nghe hay đấy. Câu D, bỏ chúng vào trong thùng rác. Câu F, đi Đà Nẵng thì sao? Rồi suy nghĩ bỏ nào. Bạn có phiền đề xuất một cái không? Rồi 4 nó F rồi. Làm gì với cái giỏ đây? Bỏ vào giọt rác chứ sao nữa. Những cái túi đây. Rồi đề nghị đi siêu thị Big C. Không, tôi không muốn đi đến đó. Chúng ta gặp nhau 6 giờ nhé, xin lỗi không được. Rồi, ok. Xuống bên dưới nha. Nha Trang là một khu nghỉ mát bãi biển tọa lạc ở vịnh Nha Trang, bao quanh bởi ba mặt
là núi và được xem là cái vịnh đẹp nhất trên thế giới, là một trong những cái vịnh đẹp ở trên thế giới. Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa, Logistic ở tỉnh Khánh Hòa, cách khoảng 450 cây số về phía bắc thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 1.200 cây số từ Hà Nội về phía Hà Nội nha. Nó ở phía nam của Hà Nội, cách 1.200 cây số. Thời gian đẹp nhất mà bạn đi thăm từ tháng 1 cho tới tháng 8, khi mà thời tiết lý tưởng cho các bạn tắm nắng và thư giãn. Nha Trang có rất nhiều bãi biển, những địa điểm đẹp như là tháp của người Chăm, Ponaga Tower, rồi Chong Rock, rồi Yến, đảo Yến, rồi đảo Tre, rồi Bảo Đại, Dinh Bảo Đại, rồi tượng Phật, rồi gì nữa, cung điện nước, rồi La San Hill, rồi Lo River, rồi vân vân và vân vân. Gần đây Nha Trang nổi tiếng với Vinpearland đó nhá, cái mà thu hút cả khách quốc tế và khách trong nước. Rồi chú Phôn hả, trả lời, Nha Trang là một trong những cái vịnh đẹp trên thế giới phải không? Yes, it is. Trả lời. Yes, it is. Number 2, bao xa? How far là bao xa? Từ Nha Trang tới Hồ Chí Minh là bao xa? It's about, con sẽ ghi it's about bao nhiêu? 450 km. Number 3, tại sao từ tháng 1 cho tới tháng 8 là thời gian đẹp nhất để đi thăm Nha Trang, để đi chơi Nha Trang? Bởi vì nào? Bởi vì the weather, tắm nắng, và relax. Rồi một tên, hãy đọc tên một vài nơi thú vị ở Nha Trang nào, điểm tham quan ở Nha Trang, thì các bạn kể cái này ra thôi là xong. Đây, một đám như thế này này, quá trời luôn, là ba dòng này. Ok rồi, what is Nha Trang getting famous for recently, gần đây Nha Trang nổi tiếng với cái gì? Ghi chép là câu này vô là được. Đây câu tiếp theo đây. Ok rồi, không nhanh để chạy nhanh về. Ok chưa? Số mày dưới hết rồi hả? Ô cái bài giống này con nhỏ Ngân nói này, kiểu bài đó ha. Hãy tưởng tượng bạn là Hùng, một du khách đi nghỉ mát, một du khách ở chuyến nghỉ mát ở Hạ Long Bay. Hãy sử dụng những từ ngữ và cụm từ cho dưới đây để hoàn thành một cái postcard cho bạn của bạn Lan về chuyến đi. Rồi, Lan thân mến, tôi đang có một cái wonderful time ở Hạ Long Bay. Rồi gì nữa, câu số 1 là gì? Câu số 1, the people. Hiện tại tiếp diễn, ở đây là hiện tại con, thì hiện tại nhá. A gì? Hospitable. Chép vào. And the weather has been windy and sunny. Câu số 2, yesterday là ngày hôm qua, quá khứ rồi. C được chuyển thành cho. My aunt, tôi đã thấy, tôi đã gặp gì của tôi. Tên là Lê, Lệ gì đấy. And my uncle, Tuấn. And my cousin Vinh. Ok. Chỗ này khỏi and đi. Đấy. Tiếp theo cô ba. This morning họ sao? This morning sáng nay họ took me quá khứ rồi, took me to bãi cháy, cháy beat. Rồi câu 4, from the beach, từ biển, from the beach we hire, chúng tôi đã thuê quá khứ nha, chúng tôi đã thuê một cái thuyền, a boat, and go out, go trở thành when cho cô, là when out to the bay. Lấy ra đi, tắt cho cái sụp mỏ, lấy hết ngày này qua ngày nọ. Rồi tiếp theo câu số 5,
Câu số 5 là gì? Làm bài đi. Chúng tôi đã mua boat quá khứ, một vài quà lưu niệm, some souvenir, and chụp rất nhiều hình, took a lot of photo. Ok. Câu tiếp theo, câu 6. We return, thêm ed vào, home vào lúc 5 giờ PM. PM. Rồi chấm. Tôi ai gì? I was a bit tired. Tôi có chút mệt mỏi. But very happy. Rồi, I am going to come back home trong 3 ngày nữa. In 3 days. Rồi, see you soon. Love. Hùng, Hùng nó yêu con nhỏ gì đây? Thân ái, thân mến. Xong rồi. Xong chưa? Vâng. Xong rồi thì sao? Đi về. Rồi về.